Hello mọi người, đây là những cây bút gỗ sơn huyết tại shop Mỹ Nghệ Tâm Phúc nha. Trước giờ anh chị mà ai đã biết Bình Tính rồi thì mọi người sẽ thấy Bình Tính quay rất là nhiều các sản phẩm dòng bút thủ công nữa tại Mỹ Nghệ Tâm Phúc. Và đây là cái dòng bút gỗ sơn huyết, một loại gỗ cũng rất là quý hiếm ha mọi người. Nó khá là cứng và chắc chắn để mà sở hữu dùng viết và tặng cho đối tác, tặng cho sếp của mình cũng khá là ok nha. Gỗ sơn huyết thì nó là màu đỏ và cái gỗ của nó thì cứng ha mọi người nha. Là khi khắc tên thì Bên Tính sẽ khắc theo công nghệ màu cho anh chị luôn. Anh chị khắc tên này, khắc logo gì Bên Tính cũng hỗ trợ được hết ha. Đó. Ngoài ra khi đặt hàng tại shop thì mọi người sẽ được Bên Tính tặng một cái rục, tặng cái rục đầu tiên nếu như mà viết hết mực nha mọi người. Đó. Đấy. Cái này Bên Tính sẽ đóng hộp cho khách hàng và gửi, nên nếu như mà mọi người có nhu cầu thì lưu lại cái video này nha. Để cần tặng cho khách hàng thì mọi người liên hệ ha. Cái này làm quà tặng sinh nhật cũng khá là ok này. Bên Tính có ship code toàn quốc luôn nha mọi người. Có gì cứ follow kênh của Mỹ Nghệ Tâm Phúc ha. Bye bye.